mình sẽ tắm cho chim bồ câu như thế này. Nếu như mà mình mà không có thời gian xịt này, mọi người cứ để trong cái bồn nước như này này là chim bồ câu nó khắc vào nó tắm nha. Còn mình xịt được thế này thì cũng hay. Con này sau bao nhiêu hồi lăn tăn suy nghĩ cuối cùng là cũng đã nhảy vào đây nó tắm. Và mọi người cũng lưu ý nhé, một tuần mình tắm cho chim bồ câu một lần thôi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nuôi chim bồ câu gà Mỹ mà nuôi ở dạng nuôi quần thể. Vậy thì mình tắm cho chim bồ câu gà Mỹ như thế nào nhé. Nếu mà mọi người mà cho tắm không đúng cách á, thì con chim bồ câu nó dễ bị cái bệnh viêm phổi nha mọi người. Bệnh viêm phổi có nghĩa là nó bị lạnh và mưa hoặc là dính nước á, thì nó hay khọt khẹt ở cổ họng á, thì nó thở ra nó kêu khó chịu, đó là nó bị kiểu bị thương hàn á. Thì vậy thì tắm cho chim bồ câu tắm đúng cách như thế nào? Nếu như mà mình tắm đúng cách cho chim bồ câu á, thì cái bộ lông của con chim bồ câu nó mượt lắm nha mọi người, lông đẹp lắm và nó nhanh lớn á. Nên là bây giờ mình hướng dẫn cho mọi người cách tắm cho chim bồ câu luôn. Đây là mọi người lưu ý nha, cái này là nuôi theo dạng quần thể, chứ còn mình nuôi nhốt cái lồng nhỏ nhỏ của mình á, thì mình sẽ đa số là mình sẽ không tắm cho con chim bồ câu đâu nha mọi người. Đây, mình sẽ mang lấy một cái chậu như thế này nha. Mình sẽ lấy một cái chậu như này. À, bây giờ là tầm khoảng vẫn còn ánh nắng vẫn còn ok đó, thì mình sẽ rửa cái chậu này thật sạch. Thì để lát nữa khi mà chim bồ câu á, nó tắm xong á, thì nó nhảy lên đây nó phơi nắng nha mọi người. À, cái bể nước uống này khá dơ này, cái này là mình để cho gà đông tảo nó uống á. Đây, mình sẽ bơm nước vào đây. Chim bồ câu khi mà nó thấy nước là nó thích lắm nha mọi người. Là lát nữa mà cái cảnh mà chim bồ câu nó nhảy vô nó tắm á, thì mình sẽ quay lại để cho mọi người xem là tắm cho chim bồ câu nó như thế nào nha. Và mọi người cũng lưu ý luôn là việc mà mình bơm nước như thế này vào những cái chậu tắm cho chim bồ câu á, thì mọi người để cho nó tắm khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi nha mọi người, chứ mọi người đừng có để nó cả ngày. Nó cả ngày thì nó hay dâm mình trong những cái chậu như này này, thường thường là nó không tốt nha. Sẽ bơm đầy cái chậu như này. Mình sẽ ra ngoài luôn để cho con chim nào nó thích thì nó sẽ nhảy vô nó tắm nha. Đây mọi người thấy không? À, bây giờ là chim nó em mình đứng đó nó còn khá là sợ. Lát nữa thôi nó sẽ vào, vừa chim vừa gà luôn. Còn mình cho nó tắm cái này thì như mình nói hồi nãy đó, đó là cái bộ lông của nó rất là mượt. Đây nha, nếu mà nó không nhảy vào cái bồn kia là mình cũng hay xịt như này nha mọi người. Đó, nó tắm nè. Đà lát nữa nó sẽ rỉa lông và lông của nó rất rất đẹp và rất mượt luôn. Mọi người thấy con chim màu vàng rơm này đang tắm này. Thấy chưa? Thấy đá không? Kiểu mưa á, nên là nếu như mà mình nuôi chim bồ câu quần thể thì mọi người cũng lưu ý một cái nữa luôn, đó là cái chuồng á, thì mọi người cũng phải rào cho nó, đừng có để nó dột nhá, chứ nếu mà mọi người để dột là nó ra nó tắm mưa như này là nó hay bị ốm nha mọi người nha. Đấy, con nào thích thì có thể nó nhảy vào chậu, còn không thì con nào muốn tắm mà hơi sương hơi nước thì mình sẽ xịt như này luôn. Mình thì mình thích nuôi chim bồ câu mà nếu mà quần thể thì mình thả dưới đất này luôn nha mọi người. Nếu mà mình thả dưới đất này thì chim nó rất là khỏe. Chim nó rất là khỏe. Tại vì nó ăn được những con có thể như là con mối, con kiến á, thì ở trong những cái con côn trùng như vậy thì nó có cả những cái chất cần thiết cho chim bồ câu luôn đấy nha mọi người.
mọi người đừng có sợ nó dính nước, nó dơ, nó bẩn nhé. Lát nữa là nó sẽ rỉa lại và trông rất là đẹp và mượt. Một hai ba bốn năm. Còn đám trên kia là đang, mình nghĩ là đang nuôi con nên nó không nhảy xuống nha. Còn đây là đa số, đây là chim trống nha mọi người, chim trống đó. Đấy, nuôi chim bồ câu mà nuôi quần thể thì chắc chắn 100% luôn là mọi người sẽ phải tắm cho nó như thế này, cho nó lông nó mượt và đẹp. Còn nếu như mà mình nuôi mà dạng nuôi nhốt á, thì mình hầu như là không ai tắm cho chim bồ câu mà dạng nuôi nhốt trong nhà chuồng nhà nhỏ đâu. Còn nuôi quần thể thì mình sẽ tắm cho chim bồ câu như thế này. Nếu như mà mình mà không có thời gian xịt này, mọi người cứ để trong cái bồn nước như này này là chim bồ câu nó khắc vào nó tắm nha. Còn mình xịt được thế này thì cũng hay. Rồi đó, nó có vài con tắm sắp xong rồi đó. Rồi, ví dụ là mình, nếu mà mình tự để cái bồn nước á, thì mình sẽ để tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mình đổ cái này đi nhá. Nếu còn mình xịt được cái này thì mình sẽ xịt khoảng thời gian ngắn hơn thôi. Và con nâu đỏ cái bắt đầu xuống tham gia tắm mưa kìa. Còn đám gà thì đa số là nó không có thích tắm nha mọi người. Nên mọi người để ý thấy gà không? Gà đông tảo là nó núp một mé ở bên trong kia luôn. Đấy, chim bồ câu nó tắm là nó như đây, con kia bắt đầu bay xuống rồi mà con mái màu nâu đỏ kìa. Lúc tắm xong là bọn nó sẽ vũ lông như thế này nha mọi người, và nó sẽ rỉa lông á, và trời có ánh nắng đẹp này là quá tuyệt vời luôn. Đấy, bụi bẩn đâu thứ là văng ra hết và lông của nó rất là mượt. Và nuôi chim bồ câu quần thể mình có một cái lợi, có nghĩa là mình có thể mình có cái không gian để mình nuôi chim để nó thoải mái hơn. Tại vì cái dòng bồ câu gà Mỹ này, nó có dòng chim kiểng mà. Đây mọi người thấy con vàng rơm này to không? Con này là 1kg một con đấy nha mọi người. Nhìn lông ướt hết khá là vui. Đấy, ánh nắng rất là đẹp. Đấy, nuôi quần thể là nuôi như vậy nha mọi người. Đấy, nó nhảy vô luôn này, nó nhảy vô cái chậu nó tắm luôn nha. Con này tắm chưa đã đấy, nó nhảy xuống nó bơi luôn nha mọi người, nó bơi dưới luôn á. Nên là cái chậu này á, mình anh em nào mà cho nó tắm á, thì mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi nha. Có nhiều con nó ham vui quá, nó nhảy vô là đôi khi nó bị ốm á. Còn lúc nãy mình xịt thì đa số là nó tắm xong rồi, và một số con nó ham vui thì nó nhảy xuống như con vừa rồi đó. Còn gà này đa số là nó lười. Còn con này tắm xong là nhảy lên trên là bây giờ là phơi nắng và rỉa lông đó. Đây nó rỉa lông này. Nên là mọi người cứ hỏi tại sao là bồ câu mình nuôi vừa đẹp và lông nó mượt như vậy. Tại vì nếu mà mình nuôi quần thể như này thì mình sẽ cho chim bồ câu nó tắm như vậy nha mọi người. Thì một tuần mình sẽ tắm một lần nha. Và tắm cái nước này thì mình cũng đừng có bỏ cái bất cứ một cái chất gì vào nha mọi người. Mình để nước không á. Bọn này ra nắng rỉa lông. Và khi mình tắm được cho chim bồ câu này thì nó rất là khỏe nha. Thích không? Còn mấy em ở trên kia là đang nuôi con nên không có tham gia vào cuộc tắm này. Đang nuôi con nha.
ổ này là đang nuôi con. Nâu đỏ có, vàng rơm có. Và khi mình nuôi quần thể thả chung này, mọi người đừng có lo là nó nâu đỏ có lai với vàng rơm không nha. Nó không có lai đâu nha mọi người, nên đi theo cặp á. Đây như cặp nâu đỏ này này. Khi mà thả vào đây thì mình cũng sẽ làm cái cùm chân để mình dễ phân biệt, nếu mà mình muốn bắt con nào ra ấy thì mình bắt cho đúng. Đấy, nếu mà không phải cặp của nó là nó đánh nhau liền. Đấy, mình thấy con này nhìn đã không? Đấy, nó rũ lông này, lông của nó rất là sạch và đẹp. Mọi người thấy hôm nay nó ướt sũng không? Bây giờ là nó gần khô rồi đó. Nuôi quần thể như này thì mình đều có thể nuôi ở nông thôn được và thành thị được luôn. Tầm khoảng vài mét vuông thôi, mình cũng đã có thể nuôi rất là nhiều rồi. Con em nó nhảy lên tắm đây mọi người này. Xem nó sẽ làm gì. Con này là hồi nãy là chưa có tắm đâu nha. Hôm nãy mình xịt không có tới, tại vì hồi nãy nó đang nuôi con này sao á. Mình đang là suy nghĩ lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó không dám tắm đâu. Tại vì nó đang nuôi con mà. Nhưng mà mình nghĩ rằng không biết nó có dám nhảy xuống không nha mọi người. Nên là nuôi chim bồ câu nó cũng rất là vui mọi người. Nói chung kiểu như là một thú vui vậy. Đấy, cuối cùng nó cũng đã nhảy xuống rồi nha mọi người. Trời ơi, thấy đẹp không? Đây nha, mình quay cận cho mọi người xem luôn. Nó tắm như vịt vậy đó. Rồi, con to thì cũng muốn nhảy vào. Đây mình quay cận cho mọi người xem. Ồ, mọi người thấy đã không? Rất là đẹp nha. Và mọi người cũng lưu ý nha, một tuần mình tắm cho chim bồ câu một lần thôi. Mình cũng không nên tắm thường xuyên. Cái con này khá là to này mọi người, con này là 1 kg một con đó. Tính nhảy vào này. Đấy, khi mà nó rũ lông là mọi người thấy bụi không? Mặc dù là mình nhìn bằng mắt thường mình nghĩ là nó sạch á, nhưng mà khi nó rũ lông này mình nhìn mình thấy bụi bay tứ phía luôn. Mình nghĩ rằng con này nó đang tranh đấu tâm lý là mình có nên nhảy vào cái xô nước này hay không. Nó đi vòng quanh lúc nãy là vòng quanh trái đất là một vòng rồi đó, giờ đi vòng nữa. Chim bồ câu nó sẽ nhảy vô đây nó tắm như này nha mọi người. Ồ, mọi người thấy đẹp không? Đây là chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ và vàng rơm nhé. Còn vàng rơm thì đang trong chậu nước này. Ồ, mọi người thấy thích không? Và khi mà mình tắm như này thì lông của nó rất là mượt và đẹp. Và chim bồ câu nó khỏe lắm nha mọi người. Kiểu nó được sống trong môi trường tự nhiên vậy. Tại vì đây là nuôi quần thể mà. Đây, một tuần mình sẽ tắm cho nó một lần nha. Con này sau bao nhiêu hồi lăn tăn suy nghĩ cuối cùng là cũng đã nhảy vào đây nó tắm. Và trọng lượng của đa số những cặp chim bồ câu mình nuôi quần thể trong này là 1 kg trên một con nha mọi người. Và chim bồ câu này là bồ câu khoảng 8 đến 9 tháng tuổi nha. Không phải bồ câu già đâu nha mọi người. Khi mà mình tắm được như này cho nó thì nó rất là khỏe. Và mình nuôi dưới môi trường ở dưới là đất chứ không phải là nền xi măng nha. Thì thành ra là có những con côn trùng á, nó bới, nó đào, nó bới, nó ăn.
và nó bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho nó nha. Và có thể nó ăn thêm sỏi, thêm cát để nó bổ sung thêm chất khoáng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đây là nuôi bồ câu gà Mỹ, nuôi quần thể và cách tắm cho chim bồ câu nha. Và hy vọng sau clip này thì mọi người cũng biết cách tắm cho chim bồ câu như thế nào. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.